Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Thì mình tên là Kiều Trang, hay là quý anh chị và bạn cũng có thể kêu mình Yuki cũng được. Hôm nay thì mình tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề số 148, đó là các câu khen ngợi và động viên. Thì đại khái là có 20 câu khen ngợi và động viên hết quý anh chị bạn. Thì nó cũng rất là hay, quý anh chị và bạn cũng đừng bỏ qua ha. Đó là chan sởn thùng cũ lạy. Chan sởn có nghĩa là khen ngợi, cũ lạy có nghĩa là động viên. Rồi chúng ta bắt đầu. Chúng ta muốn khen ai đó làm tốt lắm. Số 1, khen như thế này: chù tắc hủ. Chù tắc hủ, chù tắc hủ có nghĩa là làm tốt lắm. Hay là chúng ta nghe ai đó khen mình chù tắc hủ có ý nghĩa là làm tốt lắm không quý vị bạn? Rồi tiếp tục, tuyệt vời thì sẽ khen như thế nào? Số 2, kình. Kình, kình có nghĩa là tuyệt vời ha quý vị bạn. Tuyệt vời, tốt lắm, giỏi lắm cũng có nghĩa là kình. Rồi, số 3, hủ lét. Hủ lét có nghĩa là quá giỏi hay là rất giỏi. Hủ lét có nghĩa là quá giỏi hay là rất giỏi ha quý vị bạn. Thí dụ như mình muốn khen ai đó, thấy người ta học giỏi quá, hủ lét, hủ lét. Thấy người ta làm cái gì giỏi quá, hủ lét ha. Đơn giản như thế thôi cũng được rồi. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn khen ai rất tốt thì sẽ khen như thế nào? Số 4 như thế này: phí sờn hủ. Phí sờn hủ, phí sờn hủ có nghĩa là rất tốt. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn nói bạn làm rất tốt, khen người ta làm rất tốt thì sẽ khen như thế nào? Số 5, lị chù tắc hủ hủ. Lị chù tắc hủ hủ, lị chù tắc hủ hủ có nghĩa là bạn làm rất tốt. Lị có nghĩa là bạn, chù tắc có nghĩa là làm được, hủ hủ có nghĩa là rất tốt. Cùng nhau đọc lại: lị chù tắc hủ hủ. Lị chù tắc hủ hủ có nghĩa là bạn làm rất tốt, ai đó khen mình lị chù tắc hủ hủ có nghĩa là người ta khen mình làm việc rất tốt không quý vị bạn. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn khen ai đó bạn càng ngày càng đẹp thì sẽ nói như thế nào? Số 6, nói như thế này hả quý vị bạn: lị duyệt lòi duyệt lan. Lị duyệt lòi duyệt lan, lị duyệt lòi duyệt lan có nghĩa là bạn càng ngày càng đẹp. Chúng ta cùng nhau giải thích nè: lan có nghĩa là đẹp, duyệt lòi duyệt, duyệt lòi duyệt, cụm từ ba chữ này có nghĩa là càng ngày càng, rất là bổ ích không chị bạn. Càng ngày càng cái gì đó thì chúng ta chỉ cần thế những cái tính từ vô thôi ha. Duyệt lòi duyệt lan là càng ngày càng đẹp. Lị có nghĩa là bạn, anh chị, cô bác, dì dượng, nhân dân ở ngôi thứ hai, số ít thôi quý chị bạn. Bởi vì tiếng Quảng nó rất là đơn giản, chỉ có một ngôi lị thôi ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại: lị duyệt lòi duyệt lan. Lị duyệt lòi duyệt lan có nghĩa là bạn càng ngày càng đẹp. Rồi tiếp tục tương tự, chúng ta có cái câu như thế này: bạn càng ngày càng có tiến bộ. Bạn càng ngày càng có tiến bộ có nghĩa là nói như thế nào? Lị duyệt lòi duyệt dậu trên bầu. Lị duyệt lòi duyệt dậu trên bầu, lị duyệt lòi duyệt dậu trên bầu có nghĩa là bạn càng ngày càng có tiến bộ. Chúng ta cùng nhau giải thích nè: trên bầu, trên bầu có nghĩa là tiến bộ. Dậu trên bầu có nghĩa là có tiến bộ. Thế mụ trên bầu thì chúng ta sẽ nói như thế, có nghĩa là gì? Mụ trên bầu có nghĩa là không có tiến bộ. Mụ có nghĩa là không có ha quý chị bạn. Mụ trên bầu có nghĩa là không có tiến bộ. Duyệt lòi duyệt có nghĩa là càng ngày càng. Lị có nghĩa là bạn. Cùng nhau đọc lại: lị duyệt lòi duyệt dậu trên bầu. Lị duyệt lòi duyệt dậu trên bầu có nghĩa là chúng ta khen ai đó bạn càng ngày càng có tiến bộ. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói là như thế đó, là như vậy đó thì sẽ nói như thế nào? Số 8, nói như thế này: chào hài cẩm lá. Chào hài cẩm lá, chào hài cẩm lá có nghĩa là làm như thế đó, là như vậy đó. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói đúng rồi thì sẽ nói như thế nào? Số 9, ngám là, ngám là, ngám là
có nghĩa là đúng rồi, ngắm có nghĩa là đúng không anh chị bạn, ngắm là có nghĩa là đúng rồi. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói tiếp tục nỗ lực, bạn đang tiến bộ. Cái câu động viên này thì sẽ nói như thế nào? Số 10 nói như thế này: cây trục lụ lực lệ chân bồ cảnh, cây trục lụ lực lệ chân bồ cảnh, cây trục lụ lực lệ chân bồ cảnh có nghĩa là tiếp tục nỗ lực, bạn đang tiến bộ. Chúng ta cùng nhau giải thích cây trục lụ lực. Cây trục lụ lực có nghĩa là cây trục lụ lực có nghĩa là tiếp tục nỗ lực. Cây trục có nghĩa là tiếp tục, lụ lực có nghĩa là nỗ lực hay là phấn đấu. Cây trục lụ lực có nghĩa là tiếp tục nỗ lực hay là tiếp tục phấn đấu. Lị là bạn, chân bộ có nghĩa là tiến bộ, cảnh có nghĩa là đang, chân bộ cảnh có nghĩa là đang tiến bộ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: cây trục lụ lực lệ chân bộ cảnh, cây trục lụ lực lệ chân bộ cảnh có nghĩa là tiếp tục nỗ lực hay là tiếp tục phấn đấu, bạn đang tiến bộ. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói, muốn khen như thế này: bạn cũng đang tiến bộ mỗi ngày, làm tốt lắm. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Nói như thế này: số 11, lệ mũi dạch tố trên bồ cảnh, trù tắc hổ hổ. Lệ mũi dạch tố trên bồ cảnh, trù tắc hổ hổ. Lệ mũi dạch tố trên bồ cảnh, trù tắc hổ hổ có nghĩa là bạn cũng đang tiến bộ mỗi ngày, làm tốt lắm. Chúng ta cùng nhau giải thích: lị có nghĩa là bạn, hay là anh, hay là chị, hay là em, hay là một ai đó. Mỗi dạch, mỗi có nghĩa là mỗi, dạch có nghĩa là ngày, mỗi dạch có nghĩa là mỗi ngày như thế nào. Tú là cũng, trên bồ là tiến bộ, cảnh là đang. Tú trên bồ cảnh có nghĩa là cũng đang tiến bộ. Trù tắc hổ hổ, trù tắc hổ hổ có nghĩa là làm tốt lắm. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: lị mũi dạch tú trên bồ cảnh, trù tắc hổ hổ. Lị mũi dạch tú trên bồ cảnh, trù tắc hổ hổ có nghĩa là người ta muốn nói bạn cũng đang tiến bộ mỗi ngày, làm tốt lắm. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói đây là phương pháp đúng đắn thì sẽ nói như thế nào? Số 13 nói như thế này: ní tí hay chinh khọt kè phón phạt, ní tí hay chinh khọt kè phón phạt, ní tí hay chinh khọt kè phón phạt có nghĩa là đây là phương pháp đúng đắn. Ní tí có nghĩa là đây, hay có nghĩa là ní tí hay có nghĩa là đây là cái gì? Chinh khọt có nghĩa là đúng đắn, kè là của, phón phạt có nghĩa là phương pháp. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: ní tí hay chinh khọt kè phón phạt, ní tí hay chinh khọt kè phón phạt có nghĩa là đây là phương pháp đúng đắn. Hai mươi triệu bạn, đây là phương pháp đúng đắn. Ní tí hay chinh khọt kè phón phạt. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói bạn rất nhanh nắm bắt được vấn đề, là chúng ta khen người ta có sự nhạy cảm, có sự thông minh ha, bạn rất nhanh nắm bắt được vấn đề, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Số 14 nói như thế này: lị hủ phai trở ngát tắc tủ mành thầy, lị hủ phai trở ngát tắc tủ mành thầy, lị hủ phai trở ngát tắc tủ mành thầy có nghĩa là bạn rất nhanh nắm bắt được vấn đề. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Lị có nghĩa là bạn, hủ có nghĩa là rất, phai có nghĩa là nhanh. Lị hủ phai có nghĩa là bạn rất nhanh như thế nào? Trở ngát có nghĩa là nắm bắt, tủ. Trở ngát tắc tủ có nghĩa là nắm bắt được cái gì? Mành thầy có nghĩa là vấn đề. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: lị hủ phai trở ngát tắc tủ mành thầy, lị hủ phai trở ngát tắc tủ mành thầy có nghĩa là bạn rất nhanh nắm được vấn đề. Thì thí dụ như cái người người này người ta muốn khen cái người bạn này, thí dụ như có một cái công việc gì đó triển khai mới á, người bạn này rất nhanh là nắm được cái ý của cái người người ta muốn triển khai, thì cái người nọ muốn khen người kia: lị hủ phai trở ngát tắc tủ mành thầy, lị hủ phai trở ngát tắc tủ mành thầy có nghĩa là bạn rất nhanh nắm được vấn đề. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói cái câu như thế này: tôi biết bạn có thể làm được,
thì cái câu này đặt cái niềm tin vào người ta ha quý chị các bạn. Tôi biết bạn có thể làm được. Thì sẽ nói như thế nào? Số 15. Ngọ chí tu lỵ hỏi gì trù tu. Ngọ chí tu lỵ hỏi gì trù tu. Ngọ chí tu lỵ hỏi gì trù tu có nghĩa là tôi biết bạn có thể làm được. Chúng ta cùng nhau giải thích là ngọ là tôi, chí tu là biết, ngọ chí tu có nghĩa là tôi biết, biết cái gì, lỵ có nghĩa là bạn. Bạn như thế nào? Hỏi gì có nghĩa là có thể, trù tu có nghĩa là làm được. Cùng nhau đọc lại. Ngọ chí tu lỵ hỏi gì trù tu. Ngọ chí tu lỵ hỏi gì trù tu có nghĩa là tôi biết bạn có thể làm được. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói bây giờ bạn đã hoàn toàn hiểu rõ rồi thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Nói như thế này không quý vị bạn. Số 16. Dí cá lỵ dị duyên truyền mèn bạc là. Dí cá lỵ dị duyên truyền mèn bạc là. Dí cá lỵ dị duyên truyền mèn bạc là. À, có nghĩa là bây giờ bạn đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Chúng ta cùng nhau giải thích. Dí cá có nghĩa là bây giờ, hay là dì cá đều được. Dí cá đều có nghĩa là bây giờ. Lỵ có nghĩa là bạn. Duyên truyền có nghĩa là hoàn toàn. Dị có nghĩa là đã. Dị duyên truyền có nghĩa là đã hoàn toàn. Như thế nào? Mềm bạc có nghĩa là hiểu. Hiểu rõ. Mềm bạc. À, chúng ta cùng nhau đọc lại. Dí cá lỵ dị duyên truyền mềm bạc là. Dí cá lỵ dị duyên truyền mềm bạc là có nghĩa là bây giờ bạn đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Duyên truyền mềm bạc có nghĩa là hoàn toàn hiểu rõ không chị bạn. Duyên truyền mềm bạc. Rồi tiếp tục, thí dụ như là chúng ta muốn nói chính tôi cũng không có thể làm được như vậy thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này không chị bạn. Số 17. Ngọ trì kỷ tú mụ hỏ nặng trù tắc câm hữu. Ngọ trì kỷ tú mụ hỏ nặng trù tắc câm hữu. Ngọ trì kỷ tú mụ hỏ nặng trù tắc câm hữu có nghĩa là chính tôi cũng không có thể làm được như vậy. Cùng nhau giải thích. Ngọ có nghĩa là tôi, trì kỷ có nghĩa là chính mình, ngọ trì kỷ có nghĩa là chính tôi. Như thế nào? Tú là cũng, mụ là không có, hỏ nặng là có thể. Tú mụ hỏ nặng có nghĩa là cũng không có thể. Như thế nào? Trù tắc câm hữu, trù tắc câm hữu có nghĩa là làm như vậy được hay là làm tốt như vậy. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Ngọ trì kỷ tú mụ hỏ nặng trù tắc câm hữu. Ngọ trì kỷ tú mụ hỏ nặng trù tắc câm hữu có nghĩa là chính tôi cũng không có thể làm được như vậy hay là chính tôi cũng không có thể làm tốt như vậy. Rồi tiếp tục. À, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói quả thật là kính điển thì sẽ nói như thế nào? Số 18. Cảnh trực hay kính tiễn. Cảnh trực hay kính tiễn. Cảnh trực hay kính tiễn có nghĩa là quả thật là kính điển. Cảnh trực có nghĩa là quả thật, hay có nghĩa là kính tiễn. Kính tiễn có nghĩa là kính điển thôi các bạn. Chúng ta muốn nói cái gì đó à, quả thật là kính điển thì sẽ là cảnh trực hay kính tiễn. Rồi tiếp tục, thí dụ như à, bây giờ chúng ta muốn nói cái câu như thế này. Tôi thấy được rằng bạn đã dùng rất nhiều công phu thì sẽ nói như thế nào? Số 19 nói như thế này. Ngọ thảy tắc chút lỵ phá trỏ hữu tó ke cúng phú. Ngọ thảy tắc chút lỵ phá trỏ hữu tó ke cúng phú. Ngọ thảy tắc chút lỵ phá trỏ hữu tó ke cúng phú có nghĩa là tôi thấy được rằng bạn đã dùng rất nhiều công phu. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Ngọ là tôi, thảy là thấy, chút ngọ thảy tắc chút có nghĩa là tôi thấy được rằng, thấy được rằng cái gì? Lỵ là bạn. Phá trỏ hữu tó, phá trỏ hữu tó có nghĩa là đã dùng rất nhiều. Phá trỏ hữu tó có nghĩa là đã dùng rất nhiều. Rất nhiều cái gì? Ke có nghĩa là của, cúng phú
Cúng phú có nghĩa là công phu. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ thảy tắc chất lệ phá chỗ hộ tó kè cúng phú. Ngọ thảy tắc chất lệ phá chỗ hộ tó kè cúng phú có nghĩa là tôi thấy được rằng bạn đã dùng rất nhiều công phu, đã dành rất nhiều công phu ha quý chị bạn. Rồi tiếp tục cái câu sau cùng, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn nói thành công cần có phấn đấu, tiếp tục cố lên, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Nói như thế này: sình cúng bích xối lộ lệch, sình cúng bích xối lộ lệch cây chục cá dẫu, sình cúng bích xối lộ lệch cây chục cá dẫu. Sình cúng bích xối lộ lệch cây chục cá dẫu có nghĩa là thành công cần có phấn đấu hay là cần có nỗ lực, tiếp tục cố lên. Chúng ta cùng nhau giải thích nè, rất là đơn giản. Sình cúng có nghĩa là thành công, bích xối có nghĩa là cần phải có, cần có cái gì? Lộ lệch có nghĩa là phấn đấu hay là nỗ lực. Sình cúng bích xối lộ lực, cái câu này rất là hay hả mấy chị bạn. Sình cúng bích xối lộ lực có nghĩa là thành công cần có phấn đấu, thành công cần có sự phấn đấu. Cây trục có nghĩa là tiếp tục. Cá dẫu có nghĩa là cố lên hả mấy chị bạn. Chúng ta muốn kêu ai đó cố lên thì có nghĩa là cá dẫu. Cây trục cá dẫu có nghĩa là tiếp tục cố lên. Ngoài ra cái chữ cá dẫu này quý chị bạn, cá là thêm, dẫu là dầu ha, là mình đi đổ xăng á, mình đi đổ xăng xe hơi đó, thì mình cũng có thể nói là cá dẫu ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại: sình cúng bích xối lộ lực cây chục cá dẫu, sình cúng bích xối lộ lực cây chục cá dẫu. Thì cái câu này rất là hay ha quý chị bạn, thành công cần có sự phấn đấu, tiếp tục cố lên. Rồi thì đây là 20 câu dùng để khen ngợi hay là dùng để động viên một người nào đó thì mình thấy cũng rất là hay. Thì quý anh chị các bạn đã học cho biết để nói chuyện cho vui với người ta hả quý anh chị các bạn. Rồi thì mình hy vọng là quý anh chị các bạn thích câu nào thì học thuộc câu đó, lấy cái câu đó ra luyện đọc tới đọc lui, nhất định là các bạn sẽ thành công thôi ha. Sình cúng bích xối lộ lực, sình cúng bích xối lộ lực cây chục cá dẫu ha.